Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương đã thống nhất việc phát phiếu đi chợ cho người dân để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trong đó thì siết chặt quy định, đưa ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các chợ đầu mối, hạn chế thấp nhất lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tại tỉnh An Giang cũng không ngoại lệ, sau khi nhận định tình hình dịch đang diễn biến căng thẳng theo chiều hướng xấu, địa phương này đã siết chặt lại số lượng người đi chợ dưới 30%, còn cán bộ làm việc tại nhà theo hình thức trực tuyến phải trên 50%, hạn chế người ra đường không cần thiết. Tỉnh An Giang đã chuẩn bị phương án sẵn sàng cho tình huống 3 là có 10.000 người bị cách ly. Nếu tình hình không kiềm chế được, An Giang sẽ phải kéo dài thêm thời gian thực hiện chỉ thị 16 theo hướng siết chặt hơn. F0 nhẹ để riêng, các khu cách ly quá tải thì tận dụng ký túc xá nhà nghỉ khách sạn, xa khu dân cư và đảm bảo an toàn, không để lây chéo. Tập trung thực hiện hai mục tiêu kép ra soát bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để trong sạch địa bàn và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài vào. Từ hôm nay, các địa phương chỉ cho người dân đi chợ 2 lần mỗi tuần, lúc trước là 3 lần mỗi tuần. Hiện người dân vẫn còn ra đường khá đông vì thực hiện chỉ thị 16 thời gian qua, các địa phương trong tỉnh làm chưa nghiêm, nhiều người ra đường nhưng chỉ bị nhắc nhở mà chưa xử phạt nghiêm. Vì vậy, việc mất dấu F0 tại 3 ổ dịch mới là tất yếu.